Hello, chào mừng nhá. Thì hôm nay clip này mình và anh em Plan sẽ cùng giao lưu Zumbai để hành xác nhau. Và nếu những bạn nào mà là fan của Tiến Sinh Trai ấy thì chắc sẽ biết cái luật chơi trong Zumbai này rồi. Mình sẽ nhắc qua lại cho những bạn nào mà chưa biết, đó là tất cả anh em sẽ đứng ngoài sân. Ai làm Zumbai thì sẽ đứng im, còn người thì sẽ cầm dao và đập. Mình hôm nay phòng thủ sẵn cái Katana Transformer rồi, giáp dũng các kiểu luôn, là đập về không phải sau đời tung bom. Zumbai đứng như kiểu trong vô vọng ấy. Thôi mình ra cạc này như kiểu nó đang đứng đơ ấy nhỉ. Ship luôn đấy, ngon. Ô chạy kìa, what the fuck, nãy mình mới nhắc rồi mà đùa nhau. Băm đứng im. Rồi nhắc cũng đấy cái anh em kia thì chắc ai cũng hiểu hết luật rồi. Đấy, ngon chưa? Lừa lừa chém sau lưng thôi, chưa chém vào trước mặt, nó là khá là thốn. Đây này. Ô ngon, hero ạ. Thì nếu mà có hero ấy thì sẽ Zumbai được di chuyển để vào cao. Này này, không chết à? Máu trâu đấy. Chắc chỉ ăn một phát nữa thôi. Ui du. Vãi đều. Máu quá là trâu luôn. Định mệnh. Mình chém cái hero này cũng không quen. Đây rồi. Rồi. Xong ván đầu tiên luôn. Quá là tuyệt vời. May quá không bị làm Zumbai. Làm Zumbai đứng im nhìn thấy ông kia tức lắm. Muốn cào nhưng mà không cào được, bởi vì cái luật chơi đã ra sẵn rồi. Nếu mà ai nhất thì sẽ được thẻ Viettel 200 hoặc là mobile gì đó. Chủ yếu là tạo cái sân chơi cho anh em clan thôi. Đây rồi, đây rồi. Lừa lừa thôi. Ngu gì lao vào. Đù. Ông nào còn chơi cả mù kìa. Sương khói mịt mờ luôn. Đấy, anh Tư này. À, đây rồi. Đấy. Lừa lừa thôi. Cái cận chiến này chém cũng khá là ảo. Nhiều pha được 500. Nhiều pha được những 800 máu cơ. Hay là lúc ấy là cái hỏa lực nó cao không biết. Rồi, tuyệt vời. Mất giáp luôn. Quá là đáng mề. Lừa lừa cái đã. Bây giờ mà chỉ cần một ông nào ăn cào cái là có hero ngay. Đấy ông này. Đứng này. À thấy mình rồi. Dồn vai kìa. Một loạt đứng im luôn. Ý, nghĩ gì nghĩ gì. Phịch. Ui bọn này tỉnh đột lắm. Không thể lừa lừa được. Mình phải móc vào sau thôi. Đấy kìa. Cái này thì anh em phải phối hợp theo kiểu là một ông ở trước, một ông đằng sau cơ. Nó có chấm mới thốn được. Rồi tuyệt vời. Hero luôn. Vừa đông lắm. Mày chết này. Đu. Rồi ngon. Ăn phát được hai mạng. Rồi em té đây. Đu lắm quá. Không thể cân nổi rồi. Lại qua anh Tư. Nào nhào vô đây. Chết chứ cưng. Thôi. Định mệnh. Xong hai ván rồi. Chơi cái này vui vãi nè. Ông băm kia ông còn chơi kiểu gì à. Đứng im cào. Giờ còn hỏi chứ. Vãi trưởng thật. Thì nếu anh em nào mà muốn vào clan mình ấy thì có thể vào tìm một ST CFVL. Thì lúc ấy mình tạo tên nó kiểu củ chuối thôi, chứ mình cũng không biết nghĩ ra cái tên nào hay cả. Đây là đặt luôn để có clan cho anh em vào giao lưu học hỏi. Thi thoảng mình sẽ tạo một cái event chẳng hạn, giao lưu bắn Zumbai hoặc là đấu đơn gì đó, để xem ông nào top để tặng thẻ. Anh Tư này. Sao cứ cào mình thế này. Đập luôn. Đấy. Quá là ngon rồi. Ui. Tiếp này. Đu. Ngồi ạ. Quách tỉnh đấy. Nghe đâu. Đập luôn. Cả mà ăn được quả bom đầu lâu ấy, đáp nó mới thốn được. Lăng nhằng cái làm mà cho đây bảng luôn. Đù này ghê quá. Mấy cái ông rôm này chém mãi mới chết cơ. Toàn ông máu trâu thôi. Mình phải lừa lừa cái. Đây này. Quách tỉnh chưa?
Làm kêu mặt sớt luôn. Zombie kìa. Cào này. Như kiểu mà cào thường ấy thì mình còn chùn, chứ ông nào mà ship ship là mình phẹt ngay. Rồi chém đầu ăn được một ca máu nhưng mà mất giáp luôn, quá là đáng mề. Ê nào, ôi rồi không biết làm gì luôn. Ông nào vào đây chứ, đây. Ô đứng đơ à, phịch luôn, chém đầu một ca máu này. Rồi ngon, mồi cận chiến đầu tiên, mở màn thôi, định mệnh thành zombie rồi. Ô chạy à, chạy à, nào qua đây solo luôn, phịch này, chết nhé cưng. Nghĩ gì, tưởng hero mà ăn được y tá à? Con y tá này được cái tàng hình mấy người nó cũng khá là bé đó. Thằng nào mà thẩm du là ngửa lên cào trong sự im ỉm ngay. À hi hi, vui vãi. May quá ba ván kia không bị làm zombie, nên là tha hồ cầm cái katana chơi phomo này chém. Đây rồi, anh tôi đây rồi, cho ăn bom luôn. Bom cứ dội thôi. Đây này, phịch luôn, ngon, 800 máu này, ảo vãi đều. Ý. Ý, là lừa thôi. Rồi, ông này ông còn bật được cả cái chạy nhanh để cào cho xa hơn à. Nhưng mà rất tức là mình còn tỉnh hơn bạn nhiều. Anh Tư, thôi xong, lại mất giáp rồi, quá là nhọ. Chém sau lưng luôn. Ý. Quay lại à, quá là muộn, thôi xong. What the fuck, dính cước rồi. Ô may quá, lại được đi cào ngay, đứng im mà cũng hơi bị cay cú đấy. Đây rồi, đây rồi, của tao rồi. Này thì hạnh nhỉ, còn hero nữa, cố liếm nốt rồi. 93 kill rồi, quá là tuyệt vời. Thì nếu mà mình là top 1 ấy thì thưởng sẽ dành cho top 2, bởi vì mình là người đứng lên tổ chức cái event mà chủ yếu là giúp cho anh em giao lưu cho nó giải trí thôi, chứ phần thưởng thì chắc anh em cũng không quan trọng mấy đâu. Thôi xong, định mệnh làm tơ rồi, quá là nhọ. Ván cuối cùng đen hơn cả mực, cay rồi, đủ phộng này còn chơi đã bao khói chứ, bố kia còn OG. What the hell, đâu vậy, sao lại cứ mất máu thế nhỉ, đùa nhau. Đây rồi, đây rồi. Ngon, chấm vừa được hai phát này. Khá, ăn hành đi à, thế mà cũng chém được hai mạng đấy. Còn đây còn ba bố kia, bố ấy còn không vào chứ. Úi rồi, mấy ông zombie này bị sao vậy, giật điện à. Ô đu, what the hell, sao lại bắn nhỉ, hành hấp làm gì đó, đùa nhau. Nào vào đây, rồi đứng im luôn à, đủ phộng. Mấy ông kia ông ấy không vào cào à, à không vào cận chiến à, để cho anh em quần chọc cái phụt điện giữa người luôn. Ông kia ông đứng đâu thôi à, à đủ được, rất chi là cơ hội, láo thật, đang cái lúc không để ý cái là vào liếm ngay máu của mình. Đây rồi, vào cào luôn, chạy đâu, chết chết này. Rồi hero thì gặp anh tươi cũng tắt điện thôi. 101 kill, top 2 đang dẫn sau với xem nào, 76 kill, đó là 444. Top 3 là Bi với 57 kill. Thì cũng kết thúc buổi giao lưu rồi, cảm ơn toàn bộ anh em clan đã cùng tham gia, đã có một buổi giao lưu thành công khá là rực rỡ rồi.
Thì về sau mình sẽ làm nhiều cái clip giao lưu hơn. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Chào các bạn.